quý vị và các bạn, tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 65 cánh đồng lớn với tổng diện tích hơn 1.100 ha. Đây là kết quả của việc thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025. Các cánh đồng lớn tại Quảng Ngãi đã tạo thuận lợi để sản xuất nông nghiệp tập trung, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của từng vùng, mang lại nhiều lợi ích cho bà con nông dân. Trong chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn kỳ này, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên đề xây dựng vùng sản xuất lúa hàng hóa. Cách làm này đã giúp đẩy mạnh cơ giới hóa, áp dụng thuận lợi tiến bộ khoa học kỹ thuật, liên kết tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả trong sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi là địa phương xây dựng được vùng sản xuất lúa lớn của tỉnh Quảng Ngãi. Trong tổng số 500 ha đất sản xuất lúa, phường Phổ Văn đã dùng điền đổi thửa được 350 ha, hình thành vùng sản xuất lúa hàng hóa gần 90 ha. Trong năm 2024, Hợp tác xã Nông nghiệp Phổ Văn đã liên kết với 4 đơn vị sản xuất lúa giống. Về năng suất lúa tươi tại ruộng, theo thống kê của Hợp tác xã Nông nghiệp Phổ Văn, vụ đông xuân 2023-2024, mô hình liên kết sản xuất lúa giống ghi nhận hộ dân đạt năng suất cao nhất là 500 kg lúa tươi một sào, tương đương 100 tạ một hecta. Hộ đạt năng suất thấp nhất là khoảng 350 kg lúa tươi một sào, xấp xỉ 70 tạ một hecta. Cánh đồng tại tổ dân phố Văn Trường, phường Phổ Văn, nhờ dùng điện đổ thửa đã tạo điều kiện thuận lợi xây dựng hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng và liên vùng. Trong nhiều năm qua, đây là vùng sản xuất lúa hàng hóa đạt hiệu quả cao của phường Phổ Văn, theo chuỗi liên kết giữa nhà nông, hợp tác xã và đơn vị cung cấp bao tiêu sản phẩm. Đơn vị được vùng sản xuất lúa mang lại giá trị kinh tế cao đã tạo sức hấp dẫn thu hút các đơn vị cung cấp giải pháp chăm sóc, quản lý dịch hại tiên tiến đến hợp tác, liên kết với bà con nông dân. Lần đầu tiên người dân được tiếp cận với công nghệ phun thuốc phòng trừ bệnh bằng thiết bị bay không người lái. Hàng tuần kỹ sư nông nghiệp cùng người dân thăm đồng ruộng, theo dõi quá trình sinh trưởng phát triển của cây lúa, phát hiện sớm dịch bệnh để đưa ra các giải pháp chăm sóc hiệu quả nhất. Cuối vụ lúa, các hộ dân được hướng dẫn kỹ thuật đếm số bông lúa trên diện tích 1 m² để nắm chính xác hiệu quả canh tác lúa của mình. Thực tình mà nói là nếu mà những cái mùa vụ trước cũng làm theo cái quá trình kinh nghiệm của thực tiễn của nhà nông về những năm vừa qua đó, thì cái mùa vừa rồi đây cảm tác chung với lọc trời thì thực tình ra mà nói là hai bên đều dân ở đây rất là phấn khởi, lý do là nó phù hợp theo thời cuộc. Thì tôi thấy hiện thực ra là cái mùa vụ này là quá đạt hiệu quả, là tôi thấy là rất là dân ở đây rất là phấn khởi. Để xây dựng được vùng sản xuất lúa hàng hóa thì ngoài yếu tố quy hoạch, huy động nguồn lực đầu tư và lĩnh vực nông nghiệp của chính quyền các cấp, thì vai trò của Hợp tác xã Nông nghiệp tại địa phương cũng rất quan trọng. Hợp tác xã Nông nghiệp giữ vai trò then chốt trong việc định hướng, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để tăng thu nhập cho nhà nông. Đối với vụ mùa đông xuân 2023-2024, thì phải nói một cái vụ mùa cũng khá là vất vả. Đầu vụ là do không mưa lũ, cho nên cái năng chuột là nó cũng hoàn thành. Mặc dù là tỉnh thì cũng cho một số cái thuốc chuột để là phát động phong trào diệt chuột. Và bà con cũng chủ động đó diệt chuột rất nhiều, nhưng vẫn có chuột phá hoại. Và cuối vụ thì cũng có dịch bệnh của đàn nâu. Nhưng mà cũng nhờ là bà con cũng năng động, cũng tiêu diệt các dịch hại. Vì vậy nói chung, nhìn chung năng suất cây trồng trên cái địa bàn thì cũng không ảnh hưởng gì lắm tới năng suất sản lượng. Thì cái năng suất mà làm giống mà hiện nay thì cái hộ mà thu cao nhất là cũng sắp xỉ gần 500 kg tươi trên một sào. Và cái sản lượng tiêu thụ của Phổ Văn mà trong liên kết sản xuất là trên 500 tấn. Khi xây dựng vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung, người dân được hưởng nhiều lợi ích. Cơ giới hóa từ đầu vụ đến cuối vụ đã giúp tiết kiệm nhân công. Người dân được canh tác các giống lúa chất lượng năng suất cao, hạn chế ngã đổ, kháng được sâu bệnh. Sử dụng vật tư nông nghiệp uy tín chất lượng đã giúp tiết kiệm chi phí đầu tư, giảm công chăm sóc. Chúng tôi thấy là hiện nay thì phải nói rằng qua kiểm thực tế là hiện nay là công ty giống trong miền Trung phối hợp cùng với công ty liên kết với Lộc Trời, tập đoàn Lộc Trời cùng với Hợp tác xã Nông nghiệp xã Phổ Văn, thì phải nói rằng thấy là chúng tôi thấy rất là mừng, đó là họ đã liên kết được và họ đã quản lý được từ khi bắt đầu nông dân xuống giống cho đến khi thu hoạch. Cụ thể đây là tập đoàn Lộc Trời cũng đã sử dụng các thiết bị và phun thuốc máy bay không người lái để xử lý, rồi kiểm tra đánh giá sâu bệnh hàng, có thể nói là hàng tháng, rồi kiểm tra luôn sự sinh trưởng phát triển của cây lúa từ khi gieo xạ đến khi đẻ nhánh, đến khi là cây lúa là từng khối sa khởi
đó, từ đó thì công ty họ sẽ khuyến cáo nông dân là sử dụng phân bón một cách nó hợp lý, bón thúc lúc nào đúng thời điểm, và đến khi cây lúa trổ thì thời điểm nào sẽ phòng trừ các đối tượng sâu bệnh, và đến khi thu hoạch đồng trà thì chúng tôi thấy là phải nói rất là mừng. Vụ đông xuân 2023-2024, các vùng sản xuất lúa trên địa bàn của tỉnh như xã Phú Thuận, thị xã Đức Phổ, xã Đức Phú, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, việc liên kết sản xuất lúa theo chuỗi giá trị đã mang lại kết quả khả quan. Theo nhận định là rất là hiệu quả. Ví dụ như là cái sản xuất lúa giống đây, là coi như là cái liên kết giữa trung tâm giống từ đến bà con nông dân thì nói chung ra là phối hợp rất là chặt chẽ, bàn thảo luận từ đầu. Thì đến nay là nói chung là hiệu quả rất cao, năng suất được mùa. Cái thứ hai nữa là được là trung tâm coi như là tiêu thụ được cái sản phẩm cho bà con. Cho nên cái này là bà con phải rất là phấn khởi. Thì hợp tác xã có mời bà con nông dân chúng tôi lại hợp và nói cái ý nghĩa mục đích yêu cầu của làm giống thì chuỗi giá trị sản xuất, rồi chuyển giao kỹ thuật này, rồi giống này, đầu tư phân bón này, và có cái đặc biệt nữa là bao tiêu sản phẩm làm ra khi mà đã thành quả cái lúa giống đó thì bán lại cho công ty mà giá cả theo thị trường thì bà con rất là phấn khởi. Đến kỳ thu hoạch lúa, hiệu quả kinh tế của hộ dân khi canh tác trên cánh đồng tập trung được thể hiện rõ so với canh tác lúa trên cánh đồng nhỏ lẻ. Chủ ruộng không lo chuẩn bị bao bì, không lo chi phí vận chuyển, không lo hao hụt. Đơn vị liên kết bao tiêu đầu ra đã chia sẻ lợi ích cùng bà con nông dân. Cái này đã liên kết với công ty, là mình sao cây cục bô mình đã căng là bón tươi lúa tươi cho công ty ấy, là gió lúa tươi bằng lúa khô là căng tại ruộng, nên bà con mình là sau này là nếu mở rộng mô hình lớn nên liên kết lợp. Thứ nhất là đỡ cộng phơi, thứ nhì là bón lúa tươi bằng lúa khô khỏe. Xây dựng vùng sản xuất lúa hàng hóa là yêu cầu tất yếu để hướng đến nền nông nghiệp hiện đại. Trong tình hình hiện nay, đó cũng là giải pháp khắc phục tình trạng thiếu lao động và ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét. Lúa là cây trồng chủ lực của tỉnh Quảng Ngãi với tổng diện tích hơn 37.000 ha. Tuy nhiên, lao động tham gia sản xuất lúa ngày càng giảm do tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động trong lĩnh vực nông nghiệp dần chuyển qua lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. Tích tụ ruộng đất, xây dựng vùng sản xuất lúa là giải pháp khắc phục tình trạng thiếu lao động. Hiện nay thì cái lao động nông nghiệp là mỗi ngày một giờ. Cái lao động trẻ thì sẽ không đi làm các dịch vụ khác. Và cái xu thế là hiện nay tích tụ ruộng đất. Một số hộ không đủ điều kiện làm thì cho thuê hoặc nhường lại cho cái số hộ mà có đủ điều kiện để làm. Và hiện nay trên địa bàn của phường Phổ Quang này thì có rất nhiều hộ đã mầm móng là tập trung làm là vài ba hecta chứ không phải là làm một hai sào như hồi trước nữa. Và những hộ làm như thế thì họ phải đổ là áp dụng cơ giới hóa triệt để và thu mua là cái lúa tươi để cho họ khóa cái công phơi về và vận chuyển về nhà. Sản xuất lúa trong tình hình hiện nay để đạt được lợi nhuận kinh tế thì ngoài yêu cầu về năng suất, sản phẩm lúa thu được phải đạt chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu gạo cho các gia đình và cung cấp nguyên liệu chế biến. Chỉ có những cánh đồng lớn sản xuất tập trung mới áp dụng được cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng, từ đó tạo ra năng suất, sản lượng lớn, nâng cao giá trị của hạt gạo. Ruộng đồng nhỏ lẻ không thể hướng đến một nền nông nghiệp hiện đại, chỉ có đẩy mạnh dòng điền đổ thửa mới đồng bộ từ đầu đến cuối trong quy trình sản xuất lúa. Vấn đề dòng điền đổ thửa thì tất cả đều ổn định, thải ruộng mà thải ruộng canh tác thải thốn và từng lô, phân lô áp giáp, mương rãnh tưới tiêu, đó là cái điều rất mong muốn. Về sau anh tưới vô cũng dễ, mà anh rút nước rã cũng dễ, đó là tạo điều kiện thuận lợi chứ không phải như để cái đồng mà chứ cái trang á thì bà con hai cần lợi, mày thả được tao thả không được, tao cuốc thí rồi đáp qua đáp lẻ nhau, nó cũng vấn đề khó khăn cho bà con. Nhưng mà yêu cầu nhất là nên dùng thuyền đổ thửa là điều là mong muốn nhất, vì mương rãnh này, đường xá này, chiên chở này, mà băm mà lùi như vậy thuận tiện bà con chữa lúa thuận tiện. Hợp tác xã nông nghiệp có vai trò quan trọng trong việc xây dựng vùng sản xuất lúa tập trung. Các hợp tác xã hoạt động hiệu quả như hợp tác xã nông nghiệp Phổ Thuận nắm vai trò trung gian giữa nông dân và doanh nghiệp, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, cung ứng vật tư nông nghiệp và dịch vụ thiết yếu trong sản xuất lúa.
Đặc biệt Phú Thuận là hầu như là diện tích ruộng lúa là đó thực hiện dùng điện đổi thừa gần như là 100% diện tích. Cho nên từ đó thì cũng tạo cái điều kiện thuận lợi trong cái quá trình canh tác, hệ thống bừa vùng bừa thửa, kênh mương nội đồng tưới tiêu trên đồng ruộng ở đó còn tương đối hoàn chỉnh. Thì cái chỗ này thì hợp tác xã cũng đã thực hiện tổ chức làm trung gian với lại người nông dân, tức là tổ chức hai cái dịch vụ, một là dịch vụ máy làm đất và hai là dịch vụ máy thu hoạch. Tức là hợp tác xã trung gian đứng giữa chủ máy và chủ ruộng để mà làm cái dịch vụ này, tức là tổ chức sản xuất băm đất và thu hoạch, tức là theo kế hoạch đề ra của hợp tác xã và có hợp đồng hải ngon. Thực tế mà thực hiện cái mô hình này thì nói chung là người dân hưởng lợi trực tiếp, thì người dân là chỉ có cái ruộng và cái bỏ công lao động đó thôi, còn hầu như là về mặt vật tư giống sản xuất rồi cái định hướng trong cái tiêu thụ rồi có cái khâu có liên quan thì hầu như là được hợp tác xã và cũng như có cái cấp chuyên môn và hỗ trợ rất là nhiều. Sản xuất nông nghiệp hiện nay không chỉ dừng ở việc tập trung nâng cao năng suất, chất lượng, mà còn phải hướng đến bảo vệ môi trường, sức khỏe người dân, bảo đảm an toàn thực phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu. Với riêng lĩnh vực sản xuất lúa, việc xây dựng vùng sản xuất tập trung đang được ưu tiên thực hiện. Chậm chuyển dịch sẽ khiến cho việc sản xuất lúa lạc hậu so với xu thế và làm giảm tốc độ xây dựng nông thôn mới. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hình thành vùng sản xuất tập trung đã giúp giá trị sản xuất bình quân trên 1 hecta đất canh tác ước đạt 104 triệu đồng 1 hecta, vượt kế hoạch đề ra của ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi. Theo kế hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, ngành nông nghiệp phát triển theo định hướng nâng cao chất lượng, giá trị, bền vững, tập trung hóa, hiện đại hóa, hướng tới nền nông nghiệp xanh, bảo vệ môi trường. Khu nông nghiệp tập trung, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được dự kiến thành lập tại thị xã Đức Phổ, các huyện Nghĩa Hành, Sơn Hà, Mộ Đức, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa. Xã hội hóa việc dồn điện đổ thửa là giải pháp hiệu quả nhất hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Toàn bộ chi phí thực hiện sau dồn điện đổ thửa được lấy từ nguồn thu hồi đất dư thừa. Dồn điện đổ thửa đã tạo ra quỹ đất đáp ứng nhu cầu quy hoạch các công trình công cộng, vùng sản xuất tập trung nhằm thúc đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Có được như vậy thì nó đặt ra một cái việc thế này. Thứ nhất là cái việc đó là nông dân sẽ sản xuất trên cánh đồng là thuần chủng một loại giống. Việc thứ hai nữa đó là nông dân sẽ gieo xạ là công đỡ ra. Cái thứ ba nữa, quản lý dịch hại sâu bệnh một cách rất là đồng bộ. Khi phát hiện sâu bệnh thì công ty rồi cùng với nhà sản xuất và doanh nghiệp cùng hợp tác nông nghiệp sẽ phòng trừ một cách là hiệu quả, kịp thời và hiệu quả, đúng lúc. Cái thứ tư nữa đó là khi thu hoạch thì sẽ cùng trà, cùng đồng loạt với nhau. Cái thứ năm nữa thì cái giá thành mà sau khi mà bán cho doanh nghiệp thì phải nói rằng là được doanh nghiệp bao tiêu một cách rất là rõ ràng. Và cái cuối cùng đó là đem lại cái hiệu quả kinh tế cho người nông dân trên một đơn vị tích rất là cao. Để phát huy hiệu quả cao nhất của việc dồn điền đổ thửa, công tác quản lý nhà nước về đất đai ở cấp xã phải chặt chẽ, nắm được cụ thể và chi tiết diện tích đất nông nghiệp thực tế tại địa phương sau dồn điền đổ thửa. Đặc biệt, việc chỉnh lý biến động đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải thực hiện kịp thời, vừa tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về đất đai, vừa tránh tình trạng phát sinh tranh chấp khiếu kiện ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Giải pháp tiếp theo trong việc hình thành vùng sản xuất lúa tập trung là cần những cơ chế đặc thù tại mỗi địa phương nhằm kêu gọi sự tham gia của các doanh nghiệp để triển khai rộng khắp và có hiệu quả cao. Như câu chuyện tại huyện Mộ Đức, khi có sự tham gia đầu tư của doanh nghiệp vào lĩnh vực nông nghiệp, người dân tiếp cận khoa học kỹ thuật, vật tư đầu vào cũng như bao tiêu sản phẩm đầu ra. Doanh nghiệp đồng hành, người dân sẽ yên tâm sản xuất và bảo đảm hướng đến một nền nông nghiệp xanh phát triển bền vững. Chương mục Nông nghiệp và nông thôn số 2 năm 2024 đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào chuyên đề kỳ sau.